rồi, chào mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo mình nha. Hôm nay thì giờ sáng này mình có đi chăn lưới mà nhìn được mấy cá nè. Đó, mấy cá nè. Bây giờ mình đang mặn nha, mặn xong mình rửa xong cái hộp qua anh kia mình nướng. Nướng quay mình ăn nha mọi người. Đó mọi người chờ xem nha. Đó bây giờ cá mình mổ bụng xong hết nè. Cá mổ bụng xong hết, giờ mình đem vô mình rửa nha mọi người. Nó mình moi mấy cái ruột nó ra, móc ra cho nó sạch hết ruột luôn nha. Ăn cho cá sạch qua bắp mình nướng mình ăn cho nó ngon nha mọi người. Đó, mình moi từng con rất là kỹ luôn nha. Cho cá nó hết ruột hết cái gì ở trong bụng nó moi ra hết trơn ra ngoài luôn, không chừa cái gì hết trơn nha mọi người. Đó. Mình rửa cá xong xuôi giờ mình quay qua mình làm chén nước chấm nha mọi người. Đó, đầu tiên mình múc muối là mình bỏ vô này ha. Xong quay qua ha, mình lấy miếng bột ngọt ha, mình bỏ vô. Xong cái mình lật mình đi kiếm ớt nha mọi người. Đó, mình loại ra tủ lạnh nè, mình đi kiếm ớt nha. Đó, mình lấy ớt mình bỏ vô. 2-3 trái vô cho nó cay. Mọi người nào thích ăn cay thì bỏ nhiều nhiều ớt nha. Còn mình thì ăn cay dở lắm mọi người, cho nên mình bỏ chỉ 3 trái thôi. Đó, bỏ vô xong cái mình lấy cho tiêu của mình đâm, mình giã ra cho nó ngát ra nha. Đó, mình giã ra. Xong xuôi cái mình lấy chanh, mình kiếm cái chanh, cái mình lấy cái chanh, cái mình cắt ra, mình dắt vô mọi người. Đó, lúc này là cái chén nước mắm hành khách của mình đã hoàn thành rồi nè. Mọi người thấy nha, có nhiều nước miếng chưa nè. Đó, chứ mình nhìn mình dắt vô nước chả nước trái chanh vô thôi là mình nhiều nước miếng rồi nha. Đó. Còn đây là cái dĩa rau nè, hồi sớm mình có sắt ra rồi mình chọn sẵn nha, giờ mình bỏ lên đây nha. Nó bây giờ mình chỉ việc là đem cá dưới đấy là rồi mình đi nướng nha mọi người. Nó đó, bây giờ mình let go đi qua chỗ nướng rồi mọi người ơi. Tại ở đây là cái khu ở trọ mọi người, cho nên mình nướng ở đây không có được nha. Mình đi ra bên chút bên kia, chỗ trống bên kia mình nướng nha. Nó mình đi tung tăng. Đó, mình đi qua bển chút mì bên kia chỗ tôi đi vậy. Cái xong cái vợ cứ nói anh đi đại em chứ, đi đâu thì đi nhanh chứ hả. Nói bắt đầu cái tôi nói đi lẹ lẹ lên, trời tối rồi sao quay được cho anh em xem được. Đó, đi lẹ lẹ đi. Đó, đi cuối cùng cũng tới nơi nè. Đó, ở đây có lò người ta nướng sẵn nha mọi người. Đó, đây là cái địa điểm đây người ta nướng nha, có củi sẵn luôn nè. Đó, bây giờ mình gom mấy củi nhỏ mình bẻ ra mình bỏ vô trước nha, ăn cho mình dễ nhóm lửa lên nha mọi người. Đó, mình kiếm mấy củi nhỏ mình tải dưới trước, xong cái mình lấy củi bự mình đã tắn xung quanh nha. Đã bắt đầu tôi đi kiếm giấy kiếm bọc gì tôi lộng tôi bỏ vô nha mọi người. Đó. Rồi đốt than á, nãy giờ cũng cỡ nửa tiếng đồng hồ rồi, bây giờ có than mọi người, giờ mình lấy cá mình bỏ lên mình nướng nha. À, bỏ từng con lên. Nướng đây vòng chín rồi nè mọi người. Giờ mình gấp ra nghe. Thơm. Thơm gì đâu. Nhìn béo lắm đây. Hey. Sợi rồi.
con này bỏ luôn, quá đã. Xong xuôi là qua đây nè, qua đây nè, một xem nha. Ở trong thời gian chờ đợi bây giờ mình nướng cá xong xuôi chơi mọi người, giờ mình ăn nha. Đây thử cái coi, đây miếng rau cải coi, dẻ miếng cá vô. Ui thèm thơm nghe bát ngát, bát ngát nọc xanh luôn nè. Cá thịt mỡ với ta đó. Nó thơm, cho miếng dưa leo vô nữa. Miếng dưa leo vô nè, rau nhập cá này ha, rau thơm này ha, cuốn lại mọi người. Cuốn nha, cháu mua tiêu chanh nha mọi người, mua ớt chanh nha. Mình chấm nè, mà tất cả các bạn nha. Nó đã ôi đã mọi người ơi, cá nó thơm, gạo ngon, chấm muối ớt cay cay chua chua quá đã. Quá nha, chấm này cái ha cay. Ngon quá biểu, quá đã luôn. Mọi người màng cá này mọi người đừng có màng dãy, mọi người cào dãy nha. Đó. Mọi người đứng vỏ ra nè, nó miễn có nó khô nó cháy ngoài dại ngoài vỏ cái ngoài da mình dục dục này. Đúng không? Nó không có tới thịt. Mọi người cào dãy là thấy tự nhiên nó khác khác chỗ tới thịt luôn á. Mắc thịt hết trơn à. Đã. Đã mọi người ơi. Rồi rất mà. Một buông. Ngon. Để tiếp tục nè. Cạo miếng ha, miếng thịt vô ha. Đây, bỏ vô đây ha. Thơm nó dai. Bỏ vô. Cho nhóc cá vô. Cho thơm vô. Tập vô. Nhậu trong đây nè, chấm khoai điều rồi, khoai điều đây nè. Ăn đã. Quá ăn vị ngọt của cá mọi người, cá tươi á. Mọi người nuôi gào nó đã gì đâu mọi người. Nó đã. Ừ.
da gà này mình da nó quăng, da là mình đi đãi lại nướng cho đừng có khét, không vô thịt thôi. Này là bất nè, ôi tắm đi không quả. Quá đã. Các bạn nào chưa ăn cái món này các bạn làm thử đi mọi người. Rất là ngon luôn á. Này là cá dưới sông văng lưới nè, ngoài ruộng á, văng lưới lên. Đem ra mình nướng, còn sống mọi người nướng. Ăn rất là ngon nha. Đó, mọi người chưa ăn làm thử ăn đi mọi người. Đảm bảo mọi người là số 1 luôn á. Đó. Ok mọi người nghe, clip mình tới đây thôi mọi người ơi. Cũng dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye mọi người. À, các bạn nhớ xem, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Trời, nó cay quá mà cay mọi người. Có nước uống luôn. Bye bye mọi người nha.